Trong video này, Silver sẽ trải nghiệm lễ hội ẩm thực lớn nhất ở Sài Gòn, gồm nhiều đặc sản nổi tiếng ở từng vùng miền từ Nam ra Bắc và có cả các gian hàng ẩm thực từ các khách sạn 4 năm sao nổi tiếng như là Rest hay là Continental hay là Oscar Hotel, thì có rất nhiều món ăn mà Silver lần đầu được tận mắt thấy trông khá là thú vị. Thì mời mọi người cùng khám phá với mình nhé. Chúc mọi người xem video vui vẻ. Hello, xin chào mọi người, mình là Silver. Hiện tại Silver đang ở khu du lịch Văn Thánh để tham gia cái lễ hội ẩm thực do Sài Gòn Tourist tổ chức. Thì cho nhiều bạn chưa biết, thì lễ hội ẩm thực này được giải thưởng ẩm thực thế giới bình chọn là lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất ở châu Á trong 2 năm liên tiếp vào 2022 và 2023. Và đặc biệt là 2023 thì được giải thưởng là lễ hội đặc sắc nhất thế giới luôn. Và đây là lễ hội ẩm thực Việt Nam đầu tiên nhận giải này. Do mình quên chụp cái tấm vé của mình nên mình sẽ lấy ảnh trên mạng luôn. Thì đây là tấm vé 200.000 để có thể vào cổng. Thì bên cạnh vé 200.000 thì mọi người sẽ được nhận các vé coupon trị giá là 10.000 và 20.000. Thì mọi người có thể lấy cái coupon đó để mua các ẩm thực ở trong bay thay vì phải sử dụng tiền mặt. Còn nếu mà mọi người ăn hết 200.000 thì mọi người có thể mua tiếp vé 200.000 và sẽ được thêm các coupon tiếp theo. Gian hàng đầu tiên sẽ là gian hàng của khách sạn Majestic Móng Cái Quảng Ninh. Do mình đến sớm quá nên là các gian hàng cũng chưa chuẩn bị nhiều. Đặc sản Quảng Ninh sẽ có xôi khâu nhục, mà xôi chả mực bi, xôi chả mực cá thu. Chả mực cá thu thì tận 200.000 10 miếng, bánh dầu mực 40.000, bò xé tay ngũ vị, miếng mua hay dĩa là 160.000, còn heo xuất là 80.000. Giờ mình sẽ chuyển qua gian hàng ẩm thực Đức Tổ Phú Thọ. Theo như mình thấy có bún chả 50.000 một tô, mì cọ Sài Gòn 60.000, tên mì nghe lạ lắm mọi người ơi, còn xôi cọ Đức Tổ này 30.000 một phần. Dĩa bên đây là chả nướng sông lô 50.000 một phần. Còn phía bên đây là thịt chua Thanh Sơn, giá là 30.000 một phần, quá rẻ luôn mọi người. Tại mỗi miền thì sẽ có một bảng to như vậy nè, thì gồm tất cả các món ăn đặc trưng của miền Bắc. Nhiều món ăn đặc trưng của miền Bắc như là chả cốm Hà Nội nè, xôi trắng khâu nhục, bún bề bề Hạ Long, chả cá Lã Vọng và còn nhiều món đặc sản hấp dẫn khác nữa. Mọi người nên thử nhé. Mình sẽ ghé qua từng khu vực miền Bắc quay cho mọi người xem. Nhạc ở đây hơi ồn một tí nên mọi người thông cảm nha. Thì khu vực mình đang đứng chính là Quảng Ninh. Đây thì Silver thấy có chả cua Hạ Long mà 50.000 một phần. Rồi mực khô Vân Đồn nướng 40.000 một phần. Kế bên là chả mực Hạ Long. Ở phía bên trái của quầy thì có bán rượu Mơ Yên Tử nè, 250 một chai. Còn chè hạt sen Long Nhãn và sữa chua Trân Châu Hạ Long nữa, nhưng mà họ chưa có để lên quầy. Giờ Silver sẽ đi tiếp nè. Thì quầy bên đây là Hotel Sài Gòn Morin của Huế. Thì Huế bay vào đây để tham gia lễ hội ẩm thực luôn mọi người. Các món đặc sản ở đây vô cùng phong phú luôn, như là bánh ướt chả tôm 70.000. Lần đầu mình biết đến bánh ướt ăn chung với chả tôm á. Rồi bánh Huế nè, và nem lụi Đông Ba nè. Còn mâm kia hình như là các loại muối, và khách đang cầm chụp hình nên mình cũng không dám quay. Cái mâm mà khách cầm chụp lên đó chính là cơm muối tiếng vua, thì giá là 50.000 một phần. Thì ngoài ra còn có cơm hến nè, rồi chè bột lọc theo quay. Gian hàng kế tiếp là món ngon xứ Nghệ, thì có bánh bú đỏ mặt mía nè, rồi giò lương nướng, bạch tuộc nướng, súp lương ăn chung với bánh ướt. Wow, đây là cái món mà rất là lạ luôn mọi người. Những chiếc ly ở dưới đó chính là nước chấm để chấm chung với lại dồi đó mọi người. Còn phía bên đây là lợn nít quay mắc mật. Rồi còn phía bên đây là nhúc thanh chương xào tép. Thì nhúc thì được làm từ mít xanh đó mọi người. Thì kế bên là miếng lương xứ Nghệ. Ở phía trước gian hàng có bảng giá từng món được ghi rất là rõ ràng, cho khách đi ngang qua có thể biết giá chính xác để mua bằng coupon. Gian hàng bên đây là món ăn xứ Nẩu Phú Yên. Thì cũng có rất nhiều món đặc sản như là mắt cá ngừ tiềm, phi lê cá ngừ sốt tiêu đen, bánh canh hẹ, cơm chiên lá é. Ngoài ra còn có bánh ít nè, chè và sữa chua. Thì mình sẽ vào đây để quay chi tiết cho mọi người. Đầu tiên là bánh canh hẹ nè, là 30.000 một phần.
kế bên là cơm gà Phú Yên 40 ngàn một phần, cơm chiên lá é 20 ngàn một phần, rồi mắt cá ngừ tiềm là 70 ngàn, rồi phi lê cá ngừ lúc lắc 70 ngàn một phần, còn phi lê cá ngừ sốt tiêu đen cũng 70 ngàn luôn. Ở ngoài đây có một cái xe này mà Silver thấy có rất nhiều bánh ở trên đây luôn, thì để Silver xem nha. Bánh ít lá gai 10 ngàn một cái, bánh ít mặn cũng 10 ngàn luôn, sữa chua hạt đá 30 ngàn một phần, chè mít đá 20 ngàn một phần. Thì cho những bạn chưa biết á, thì hạt đá là hạt khá là phổ biến ở Nha Trang và Phú Yên. Hạt đá ăn rất tốt cho sức khỏe luôn, như là giảm cân nè, rồi là chống loãng xương. Ở phía ngoài có một cái menu của khách sạn Continental, thì gồm có hủ tiếu cá nè, hủ tiếu xào, bún chả Hà Nội, ốc nấu chuối, đậu nè, đó nhiều, rất nhiều món luôn. Thì để một xíu nữa mình sẽ vào trong, giờ mình sẽ đi qua khu vực bên đây. Thì khu vực bên đây hình như là Tây Nguyên Đà Lạt, thì có phở gà Artiso nè, lẩu ly, bánh mì xíu mại, bánh tráng nướng, heo nướng Lambian, khoai lát, sữa bí đỏ và có sữa chua ở dưới nữa. Vừa mới vào thì Silver thấy có một cái gian hàng bán trứng hột vịt lộn với mọi người, kế bên là rau răm nè, thì giá là 30 ngàn hai trứng, cũng rẻ lắm. Đi vào trong thì đặc sản của Tây Nguyên thì có gà bản đôm nướng nè, cơm lam, heo cắp nách nướng ống tre, rồi khô bò và khô nai nữa. Trước mặt mọi người hình như là khô nai nè, rồi cơm lam, rồi cơm nướng ống tre. Còn bên đây là gà nướng trong màu rất là đẹp luôn mọi người. Nhìn cái là muốn ăn liền luôn. Có cái anh này đang làm nướng gà phía bên kia nè, rồi cơm lam. Wow, trông hấp dẫn luôn. Mọi người nhớ ghé ngoài này để thưởng thức các món ăn Tây Nguyên nhé. Còn gian hàng bên đây là đặc sản của Đà Lạt. Thì ở phía ngoài đây như mọi người thấy có bánh tráng nướng nè, rồi khoai lát, rồi bánh mì xíu mại, heo nướng Lambian, rồi sữa chua phô mai, dâu chanh dây, sữa bí đỏ, nước Artiso, nước chanh dây, rồi lẩu ly. Standy có các món ăn này cho để cho mọi người có thể tham khảo. Còn quầy bên đây là có kẹo lạc phong nha, rồi mứt sâm 49 nè, trà sâm 49. Đây là khoai gieo Hải Ninh, bánh bột lọc, gỏi đu đủ, bánh canh gạo lứt. Còn bánh canh gạo lứt chỉ có 50 ngàn một tô thôi. Hiện tại mới có 5:15 thôi, cũng chưa có đông lắm đâu mọi người. Thì cái lễ hội này càng về tối sẽ càng đông. Giờ mình xin lượn một vòng qua khu chè, thì có chè ngô nè, rồi chè nếp đậu trắng nè, kế bên là chè chuối chân nè, chè mà có nhiều màu sắc đó là chè cho nước. Còn đây là chè bà ba, thì chè giá rẻ thôi, chỉ 20 ngàn một phần. Còn gian hàng bên đây hình như là xương sa hột lụ. Giờ mình sẽ đi vào trong nhà. Thì ở đây là gian hàng của Sài Gòn Ninh Chữ của Phan Rang. Thì theo mình thấy thì có bánh xèo nè, rồi bánh khọt. Ngoài ra bên kia còn có phở nữa mọi người. Wow, nhìn bánh khọt để phía trước mặt, wow, hấp dẫn quá mọi người. Còn bên đây là nước hồ lô hội nè, rồi soda nho Ninh Chữ. Những món đồ uống khá là quen thuộc của Phan Rang. Ủa, ở đây có cái tiểu cảnh trang trí khá là đẹp này mọi người. Giờ mình sẽ đi qua khu vực bánh dân gian. Thì ở trước mặt là bảng menu của bánh dân gian, gồm rất nhiều loại bánh luôn, như là bánh bò nướng đường hốt nốt nè, bánh ít dần nếp hang, hay là bánh ú, bánh tét, bánh chú chiên. Ở phía ngoài ghi rất rõ là làng nghề làm bánh nè. Giờ mình sẽ vào trong đây xem là có những loại bánh nào nhé. Bên đây là khu vực của bánh dừa nhỏ. Xung quanh gian hàng này bánh dừa nhỏ rất là nhiều luôn mọi người. Này giá chỉ có 10 ngàn một cái thôi, rất là rẻ luôn. Đây là khu vực bánh tiêu. Thì bánh tiêu cũng có 10 ngàn một cái thôi. Còn phía ngoài đây chắc là bánh dầu châu quẩy, mình nghĩ như vậy nha. Đây là bánh Phục Linh. Wow, bánh Phục Linh thì 20 ngàn. Bánh đậu phộng 20 ngàn luôn. Rồi kế bên là bánh nhúng nè, hay còn gọi là bánh hoa mọi người, là 20 ngàn. Rồi bánh tai yến cũng 10 ngàn một cái.
Ngoài ra còn có bánh cây và bánh chuối chiên. Bánh chuối chiên hình như chắc ở trên đây. Còn bánh cây thì như mọi người chưa biết thì mình sẽ để hình đây cho mọi người sẽ biết là bánh cây là bánh gì nhé. Ở bàn bên đây có nhiều loại bánh hơn nữa nè. Thì có bánh thuần 10.000 đồng một cái. Rồi bánh bò xếp 10.000 một cái. Gồm đây là bánh bò rễ tre 30.000 một phần. Wow, quá trời màu luôn, tím, hồng, trắng. Bên đây là bánh bột bán đậu xanh 30.000 một cái. Rồi bánh đúc lá dứa cũng 30.000 một cái luôn. Chia tay làng bánh, bây giờ Silver sẽ qua đặc sản Côn Đảo. Mình thấy có khô cá chỉ vàng nè, rồi đẻn xào xả ớt, rồi khô súng sỉnh, ăn chung với lại mắm me. Chữ thì hơi khó đọc một tí nên mọi người thông cảm nha. Thì ở bên kia nó có standy ghi chữ cụ thể hơn thì mọi người có thể đọc bên đó. Mọi người đang tất bật chuẩn bị cho buổi tối để đón rất là nhiều khách đến để thưởng thức. Cùi điệp nướng mỡ hành và các món cá khô hấp dẫn khác như là chả cá khô Côn Đảo nè. Rồi ở ngoài đây có tiểu cảnh thuyền ghe trên biển được dừng lại, trang trí hoa văn rất là sinh động luôn mọi người. Đi qua gian hàng ẩm thực Nam Bộ thì gồm có cá lóc nướng chui nè, tôm càng sen nướng. Còn bên kia là hình như là cá kèo, rồi mẹt hải sản nướng. Qua cái mẹt cá ở phía trong hấp dẫn của mọi người, rất là nhiều loại cá luôn. Sài Gòn Tourist cũng có bán tour ở trong lễ hội ẩm thực luôn đó mọi người. Thì có bán tour trong nước và tour ngoài nước luôn. Đến với lễ hội văn hóa ẩm thực thì các món ngon được các đầu bếp giàu kinh nghiệm từ hơn 40 thành viên thuộc hệ thống Sài Gòn Tourist giới thiệu công chúng hơn 400 món ăn thức uống đặc trưng vùng miền tại 40 gian hàng ẩm thực được bố trí thành 3 khu vực là Bắc, Trung và Nam. Cho nên là cái quy mô của lễ hội này rất là lớn luôn mọi người. Bên cạnh ẩm thực thì mọi người có thể chiêm ngưỡng các văn hóa nghệ thuật như là cồng chiêng như mọi người vừa nghe hồi nãy. Còn buổi tối sẽ có cải lương hoặc là hát quan họ tùy vào vùng miền. Ở trước hồ bơi có gian hàng thủ công mỹ nghệ từ chất liệu vô cùng thân thiện với môi trường như là giỏ nè, quạt hay là châu chấu lá tre. Đi thẳng tiếp thì có một khu chuyên bán về các loại đồ uống cho giới trẻ như là trà sữa nè, rồi trà trái cây. Còn bên đây là nước ép trái cây. Còn cuối cùng bên đây là kem. Thì các loại kem có nhân khác nhau thì cùng đồng giá là 30.000, như là dâu nè, sô-cô-la hay là sữa chua và nhiều loại nhân khác. Giờ Silver sẽ khám phá tiếp khu ẩm thực miền Nam. Thì như mọi người thấy thì riêng khu vực miền Nam thì có rất là nhiều món ăn và được xem là nhiều món ăn nhất luôn. Và có nhiều khách sạn 4 năm sao tham gia nữa, như là khách sạn Red nè, rồi New World. Silver sẽ đi bên phía ngoài trước. Thì phía ngoài có ẩm thực Bến Tre nè, hương vị xứ dừa. Thì các món ăn đặc trưng như là gà nướng nước sét nè, lẩu cá ngát nấu bần nè, hay lẩu hải sản cua đồng. Và kết thúc là một xôi dừa trái cây thì rất là tuyệt vời luôn. Và đặc biệt Silver còn thấy có gà ác tìm chung với trái dừa nữa, rất là lạ luôn. Wow, mọi người nhìn nè, gà trông rất là ngon luôn mọi người. Thì cô bán cũng rất là nhiệt tình nữa, cứ kêu gọi mọi người đến quá trời luôn. Ở phía bên đây cũng có gà nữa nè, rồi bên đây là bò lá lốt. Thì được chuẩn bị rất là nhiều luôn để phục vụ cho các du khách tối nay. Đặc sản Tây Ninh. Thì ở Tây Ninh cũng có nhiều đặc sản nổi tiếng lắm mọi người. Như là bê hấp cuốn rau rừng nè, rồi ruột thẳng chiên nước mắm, sườn bê chiên nước mắm, bê lúc lắc, bê bóp hấu, bê cuộn lá lốt, mì xào bê và cơm chiên bê. Ở Tây Ninh thì đa số là liên quan tới bê là nhiều. Rồi bê cụ mỡ cháy nè, 50.000 một phần. Còn hai cái nồi này là nồi hấp bê. Ở đối diện thì có xe chuyên bán các loại xôi này như là xôi nếp than, xôi đậu phộng, xôi đậu đen, xôi gấc, xôi lá dừa hạt sen, xôi đậu xanh và xôi mặn gói lá sen. Giờ mình sẽ đi qua cái khu vực mà có nhiều khách đi ngang ngon nhất. Thì đầu tiên là khách sạn Oscar. Thì khách sạn Oscar thì có chè chú chân nè, cơm chiên sườn nướng, xúc xích chiên, hến xúc bánh đa, chả giò hải sản, phá lấu heo, đùi gà chiên, ốc bô nướng tiêu. Gian hàng khách sạn Majestic kế bên thì có nhiều loại nước uống siêu hấp dẫn luôn. Thì cà phê, trà tắc và kem đều có đủ hương vị. Nhiều món ăn được trưng bày,
Thì nếu mà mọi người không rõ các món ăn ở đây thì mọi người có thể hỏi nhân viên, hoặc luôn có thông tin món ăn giá ở trên hai bên gian hàng. Mình thấy có nem nướng phô mai nè, cơm tấm, bún cá rô đồng, ba chỉ cuộn tôm, chè bánh lọt. Ôi, toàn là những món ăn mà rất là hấp dẫn luôn mọi người. Ở gian hàng đối diện chính là gian hàng của Phú Quốc. Thì cái tiểu cảnh vô cùng đáng yêu mọi người. Thì các bạn nhân viên cũng mặc áo biển nè, giống như là mình đang ở biển vậy đó. Những món đặc ăn đặc sản của Phú Quốc. Nè sò hả? Dạ còi, còi cũng sò điện. À sò mai, cái này là sò điện. À dạ. Mọi người nên thử món nhum biển đặc sản vô cùng nổi tiếng ở Phú Quốc. Ở bên gian hàng kế bên cũng có rất là nhiều món ăn luôn nè mọi người. Thì mình nhìn sơ qua thì có bánh tầm, gỏi tai heo hay là cơm cháy. Bánh tầm bì 40.000 một phần. Rồi bên đây là cơm tấm Sài Gòn 60.000 một phần. Xíu nữa để em quay cái. Rồi cơm cháy mỡ hành 40.000 một phần. Ba chỉ cuộn tôm 60.000 một phần. Cánh gà nướng 60.000. Ốc bùn nướng, lá quế cũng 60.000. Gỏi tai heo 60.000. Và đây là bảng giá nước uống. Khu vực trung tâm rất là nhiều chỗ ngồi luôn. Thì ngồi ngoài trời cực mát luôn. Đặc biệt là vào buổi tối thì sẽ được thấy cảnh xung quanh rất là đẹp nữa. Lễ hội ẩm thực diễn ra trong 4 ngày, từ 28 cho đến 31 tháng 3, từ 4 giờ chiều đến 10 giờ tối. Giờ thì khám phá tiếp thôi, thì quá nhiều món ăn luôn. Thì đi đủ trong 4 ngày cũng không thể thưởng thức được hết tất cả 400 món ăn trong lễ hội đâu mọi người. Thì món nào cũng hấp dẫn nữa. Thì đây có thể là lễ hội ẩm thực hoành tráng nhất Việt Nam trong năm 2024. Còn đây là gian hàng của khách sạn Đồng Khánh. Thì có bánh bông lan trứng muối 50.000 nè, ốc bu nướng tiêu hấp xả, ốc len xào dừa, hủ tiếu xào bò, và đặc biệt là mì vịt tiềm Đồng Khánh. Gian hàng ẩm thực Việt của khách sạn Grand Sài Gòn. Thì mình rất là ấn tượng với cái cà phê vợt này. Rồi mình sẽ đi vô trong đây xem thế nào. Rồi cách set up cũng đẹp nữa, và được đẩy rất là cẩn thận luôn. Thì mình thấy có thịt nướng nè, vịt nướng, sườn nướng, đằng sau là cua lột và bánh khoai mì. Rồi bên đây là gian hàng của khách sạn Sài Gòn ở trên đường Đông Du. Thì mình thấy có rau câu nè, bánh giò, rồi mì gà trộn nè, rồi chân gà chiên sốt mắm tỏi, chả giò sen. Còn ngoài kia hình như là bò bía. Anh nhân viên đang quay cái con gà này rất là hấp dẫn luôn mọi người ơi. Mọi người đứng gần ở khu vực này rất là thơm luôn. Rồi mình thèm mà chảy nước luôn mọi người. Ở bên đây có cái menu mà chuyên về các món miền Tây nè, như là gà nướng tiêu xanh, bánh khọt, bánh xèo, heo nướng mè mực nè. Lẩu ly chỉ một người ăn 50.000. Rồi heo nướng mè mực 30.000. Đằng sau chính là gà nướng tiêu xanh 350. Giò sụn nướng giòn 40.000. Bánh xèo, bánh khọt đồng giá 60.000. Đùi gà gốc tư 70.000 và bánh bao chiên giòn 20.000. Gian hàng bên đây viết cái thực đơn theo chữ kiểu rất là đẹp luôn. Còn đây là gian hàng của khách sạn New World, gian hàng đặc sản Vĩnh Long. Thì mình thấy có gỏi nè, rồi bún thịt nướng. Rồi bên kia hình như là ốc lát. Và cuối cùng là khoai lang nướng mỡ hành. Wow, và bên đây là nồi súp nè, súp cua, cái nồi rất là to luôn. Anh đầu bếp này đang nướng rất là nhiều ốc lát luôn mọi người. Tiếp theo là gian hàng món ngon rạch giá Hà Tiên. Ở khu vực Hà Tiên này cũng có rất là nhiều cô chú đến xem và chọn món luôn. Chảo ốc lát sốt tiêu. Kế bên hình như là gỏi cà xỉu. Rồi bên kia nữa là gỏi sứa. Cái khu vực này đông quá nên mình sẽ đi qua chỗ khác để quay. Thì ngoài ra còn có cơm rang mắm ruốc nữa, đặc sản Hà Tiên Kiên Giang của mọi người. Nhất định là mọi người phải nên thử cái món này. Gian hàng tiếp theo là của khách sạn Kim Đô ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Bún riêu tôm 60.000 món. Rồi bánh canh tôm nước dừa nè. Cơm chiên gà rô ti 60.000. Rồi gà rô ti xôi tứ bủ 60.000 luôn. Gỏi lương chiên giòn ăn chung với bánh đa cũng 60.000. Và cuối cùng là thịt heo xiên. Gian hàng tiếp theo là của khách sạn Hiên Hồng. Ủ tiếu xào, áp chảo xá xíu. Wow, nhìn cũng hấp dẫn rồi mọi người.
rồi mì xào giòn hiên hồng à. Bên đây là cơm chiên hiên hồng, cơm chiên hiên hồng chắc gà, rồi đậu hũ ki. Bên đây là vịt quay, gà quay bảy vị và ba chỉ quay sốt tiêu đen. Ngoài ra thì khách sạn Hiên Hồng còn có mì đùi gà nè, rồi sủi cảo. Cái xe được trang trí giống như là cái xe bán hủ tiếu của người Hoa vậy mọi người. Điểm thú vị của lễ hội là ban tổ chức đã trải rất là nhiều chiếu để cho mọi người có thể ăn uống theo kiểu miền Tây quen thuộc. Còn đây là menu của khách sạn Grace Hotel. Trong đây thì có làng du lịch Bình Quới cũng có tham gia cái lễ hội này. Hoa Silver thấy có các cô, các chị mặc áo bà ba trông dễ thương lắm mọi người. Thì có phở bò 50.000, phở gà cũng 50.000 luôn. Rồi bún đậu mắm tôm 50.000. Rồi chả cá Lã Vọng thì tới 120.000 phần luôn mọi người. Gian hàng của khách sạn Continental thì mình thấy đa số là các đồ uống thôi, như là cà phê đá, nè, cà phê sữa, cà phê muối, dưa hấu ép. Rồi bên đây thì có trà đào, rồi trà dâu, trà sữa chân châu, rồi kem sữa chua chân châu, kem sữa chua nếp cẩm, kem sữa chua đào và kem sữa chua dâu. Giờ mình quay lại phía đầu cổng để quay các ẩm thực Tây Bắc cho mọi người. Đầu tiên là cái menu Cao Bằng nè, thì có rất là nhiều món đặc sản của Cao Bằng. Gian hàng Bắc Cạn Cao Bằng lúc nào cũng gây sự tò mò và chú ý đến cho du khách vì các món ăn vô cùng độc đáo và lạ mắt. Các bạn nhân viên cũng mặc trang phục dân tộc nữa. Ở bên trái là bánh cuốn ngô Cao Bằng. Thì bánh cuốn ngô Cao Bằng hiện tại chưa có, thì bạn nhân viên nói phải đợi 20 phút mới có. Rồi xôi nếp ong ngũ sắc nè, bánh hạt dẻ Trùng Khánh, rồi thạch mát búp mà hay còn gọi là thạch trắng, và thạch dây rừng. Khu vực bên đây là các món ăn của Bắc Cạn. Thì để mình zoom cho mọi người xem rõ hơn về từng loại món ăn ở đây. Thì đầu tiên là bánh củ chuối nè, một cái món rất là lạ luôn. Rồi thịt trâu gác bếp. Rồi kế bên là cá hồ ba bể kẹp nướng. Từ cổng đi vào thì mọi người sẽ thấy có cái tiểu cảnh rất là đẹp luôn. Theo như mình nghĩ là giống như tượng trưng cho một nông dân Việt Nam đang đội nón lá, hay là biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam, thì tùy mọi người có cách nhìn khác nhau. Hồi nãy lúc mình đi ngang qua thì mình quên quay cái khu vực Bình Thuận. Bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem. Bình Thuận thì có bánh căng nè, rồi bánh chén nướng, rồi nước thì có nước bông artiso đỏ, nước ép thanh long trên dây. Vào trong là những món vô cùng hấp dẫn luôn. Mời mọi người cùng khám phá với mình nhé. Bình Thuận thì quá nổi tiếng với món bánh căng. Ngoài ra thì mình thấy bánh xèo thịt vịt cũng mới lạ nè, và thu hút mọi người đến rất là nhiều luôn. Sau một hồi đi một vòng thì mình đã kêu một số món để thưởng thức thử. Bây giờ mình sẽ review chi tiết cho mọi người nhé. Vào cái view ngồi thưởng thức món ăn hướng ra Landmark 81 thật tuyệt vời luôn mọi người. Thì mình có kêu giò lươn nướng nè, đặc sản xứ Nghệ chỉ 60.000 thôi. Còn đây là nước chấm. Nước chấm hình như là nước mắm thì phải. Rồi bên đây là có hai cây xúc xích chiên của gian hàng khách sạn Oscar chỉ là 60.000. Còn đây là gỏi cá mai. Thì gỏi cá mai là đặc sản Bình Thuận, thì ăn chung với bánh phồng tôm kèm theo nước mắm. Và cuối cùng là một ly mocktail Bạch Hà đệ nhất, chỉ giá là 30.000 thôi. Đầu tiên mình sẽ thưởng thức món dồi lươn nướng. Thì hương vị của dồi rất là béo và thơm luôn mọi người. Thì cái vị ướt ở đồng vị nè, cộng thêm nước chấm thì đậm đà và vừa miệng nữa. Đáng lẽ là mình sẽ kêu thêm một phần bánh cuốn Cao Bằng nữa, nhưng mà chờ tận tới 20 phút rồi nên mình thưởng thức các món đặc sản khác. Tiếp theo thì mình sẽ thưởng thức món xúc xích chiên của khách sạn Oscar. Thì khách sạn Oscar là nơi mà bạn mình đang làm nên mình sẽ qua ủng hộ. Thì xúc xích không cần tương ớt hay tương cà vẫn vừa ăn cho mọi người. Là món ăn rẻ cho những người mà thích ăn vặt nè. Mà xúc xích thì mình cảm nhận ổn thôi. Nếu mà trên thang 10 thì mình sẽ chấm 7 điểm.
Món tiếp theo mình sẽ thử là gỏi cá mai ăn chung với bánh phồng tôm và thêm nước mắm nữa. Thì cảm nhận của mình về món này là không được ngon lắm, chắc do là không hợp khẩu vị của mình, thì mình không thích cái độ chua của cái món này. Còn về phần bánh phồng tôm thì như mọi người nghe thì nó giòn á, nhưng mà thật ra ăn bên trong thì nó không có giòn đâu, nó cũng khá là mềm. Còn móc tê Bạc Hà thì mình có uống thử trước đó rồi, cái vị nó rất là ngon luôn và rất là mát nữa. Đây là cá mai này mọi người. Thì cá mai này thì lần đầu tiên mình thưởng thức, rất là giòn luôn và hương vị cái tươi mát nữa. 20 minutes later. Sau khi mình ăn xong thì hiện tại là 6 giờ tối. Và như mọi người thấy á, khu trung tâm đông lắm luôn, thì thậm chí là không còn chỗ ngồi nữa. Cái landmark bắt đầu lên đèn đẹp lung linh luôn. Đường đi thì đã bắt đầu lên đèn rồi, còn du khách thì bắt đầu tấp nập hơn. Không chỉ là có khách Việt đâu mà Silver còn thấy có khách phương Tây cùng hòa mình vào trong lễ hội ẩm thực rất là vui nữa. Tiểu cảnh bức tường được trang trí bằng nón lá đã thu hút rất là nhiều cô chú anh chị đến đây để chụp hình sống ảo. Còn phía bên đây cũng có các lồng đèn nè, cũng có nhiều khách tham quan đi ngang qua đây rất là thích thú luôn. Các gian hàng ẩm thực cũng đã bắt đầu đông hơn và nhộn nhịp hơn. Gian hàng ẩm thực Phan Rang là một ví dụ điển hình nè mọi người. Ở phía ngoài đây cũng có trải rất là nhiều chiếu cho khách ngồi nghỉ ngơi và ăn uống. Thậm chí mình có để ý thì có một khách Tây còn rất là thích thú để ngồi ở đây nữa. Wow, quả thật là ở trong lễ hội ẩm thực rất là đông luôn mọi người. Thì càng về tối thì cái lễ hội ẩm thực này sẽ đông hơn nữa. Lúc đó là trong bè xe nhộn nhịp hơn nữa, cộng thêm có thêm tiếng hát nữa. Mà hát quan họ nè, hát cải lương cũng có luôn. Thì cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu mà mọi người thích video này thì mọi người nhớ bấm like, rồi đăng ký kênh cho Silver nhé. Và đặc biệt là chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. Thì cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Tạm biệt mọi người.